Hôm trước chúng ta học về hàm hàm ở trong trong Python, thì biết trong Python thì hàm số là cái một trong những phần quan trọng nhất đấy. Theo tôi là quan trọng nhất, thì chúng ta sẽ ở đâu chúng ta gặp hàm hết. Thì hôm trước chúng ta nói về cách định nghĩa hàm. Định nghĩa hàm nó rất đơn giản, cùng một từ khóa def, sau đó là tên của hàm, tên hàm, sau đó là mở ngoặc và đóng ngoặc hai chấm. Ở bên trong ngoặc này có thể có các tham biến, tham số của hàm số, có thể có một hay là nhiều tham số, và hai chấm xuống dòng và thụt vào, và phần thụt vào này là mô tả của hàm. Đó. Trong mô tả của hàm thì có thể không có cái từ khóa return, hoặc là return không thôi, thì đó là cái hàm nó là hàm void, hàm là không trả lại giá trị gì cả, hay là nó trả lại cái giá trị là none, tức là giá trị là none type. Còn là hàm có trả lại giá trị thì có từ khóa return, và sau đó là cái giá trị cần trả lại, thì nó coi như là một cái hàm thực sự. Đó, thì là hôm trước ta học như vậy nhé. Thì là trước chúng ta tôi nói rằng cái phần mà các cái ý nghĩa của các cái biến nhớ, cái phạm vi biến nhớ ở trong và bên ngoài hàm, thì đây là cái phần mà tương đối khó. Tôi cho bạn lại hai điểm nhé. Điểm thứ nhất là biến nhớ ở bên trong hàm thì luôn là biến nhớ địa phương, nó gọi là local variable, và nó không tác dụng ở bên ngoài. Đấy. Ngược lại, một cái biến nhớ khai báo bên ngoài sẽ không tác dụng ở bên trong cái hàm. Tuy nhiên, ở bên trong hàm có thể truy cập giá trị từ bên ngoài vào. Thì chúng ta nhớ lại một bài như vậy thôi. Còn khi mà thực tế chúng ta làm thì nó sẽ dần dần chúng ta sẽ hiểu dần ra cái này. Cái chỗ nó lên cái phạm vi biến nhớ đối với hàm số là tương đối khó đấy, vì nó hơi khác biệt. Chính vì nó hơi khác biệt so với một số ngữ lập trình khác như là Pascal hay là C. Cái điểm khác biệt là như thế này, là do là cái cách quản lý biến nhớ, cái gọi là cái namespace của Python là như sau. Toàn bộ khi chúng ta khởi động khi màn hình tương tác như này thì có một cái namespace ở bên ngoài lưu trữ các cái dùng để lưu trữ các cái tên hàm và tên biến nhớ. Khi chúng ta khởi tạo một cái hàm thì nó có một cái namespace riêng của cái hàm đó. Như vậy có hai cái namespace, một cái namespace ở bên trong hàm dùng để quản lý các biến nhớ ở bên trong hàm, và một cái namespace ở bên ngoài hàm. Hai cái đó là đồng đồng với nhau, do đó cho nên là biến nhớ ở bên trong không tác dụng ở bên ngoài, và ngược lại ở bên ngoài không có ý nghĩa ở bên trong. Được chưa nào? Tuy nhiên, nếu mà biến nhớ được xây dựng bên ngoài hàm thì bên trong hàm có thể truy cập vào. Truy cập thế nhé, chứ không được coi đó là biến nhớ, coi đó là như là một hằng số đi, và truy cập lấy giá trị ra thì được. Đó, thì chúng ta nhớ một vài ý. Bây chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, là tôi nói về cái cách khai báo các cái tham biến của hàm số. Ví dụ tôi khai báo một tham biến là như thế này, là x. Chúng ta có hai cái tham biến x và y, nên biết là nó trả về là, đây là trả về là trả về là x mũ y, được chưa? Đấy, xong giờ thì viết là f này, 2 này, 5 thì nó trả lời là bao nhiêu? Nó trả lại là 32. Đó, thì một cái hàm có thể là không có tham biến, không có tham số, hoặc là có thể là nhiều tham số. Tham số này có thể là bất kỳ, có thể là số, có thể là chữ, có thể là sâu, có thể là kiểu ví dụ là bool, có thể là số thực hoặc là số nguyên, tùy, được chưa? Thì việc khai báo như này thì cái khai báo như này thì người ta gọi đây là các cái tham số này, người ta gọi là tham số bắt buộc. Đây, khi tôi viết là f, vì tôi khai báo tôi gọi lên là 10, gọi là thiếu chỗ bước 1 thì là x thôi, enter thì nó báo lỗi ngay. Như vậy là cái biến x và y này, cái tham số mà được định nghĩa của hàm như thế này thì người ta gọi là tham số là bắt buộc, được chưa? Tức là khi gọi hàm thì bắt buộc phải đưa cái tham số đó vào. Và tôi nhắc lại là
Ngoại thân là truyền tham số vào trong hàm, là truyền bằng giá trị. Giá trị. Cho nên khi tôi viết là, tôi viết là A bằng 10, B bằng 5, thì tôi có thể viết là như này. B5 đúng không? Tôi có thể viết là F A 2. Đấy, thì máy hiểu gì? Máy hiểu là truyền vào là giá trị là A là 10, tương đương khi viết là F A 2 thì tương đương với là F 10 và 2. Chuyển giá trị chứ không không phải truyền là không phải truyền là tham biến hay là tham trị, mà đây là truyền giá trị nhé. Đấy. Hay tôi có thể viết là F 10 B, 10B. Đấy, 10B thì là B ở đây là nó chuyển vào như là 5, như vậy cái khoảng hạn lời hàm này thì các em hiểu tương đương là F 10 năm. Là 10 là 10 mũ 5. Được chưa? Thì như vậy là cái cách chúng ta định nghĩa như này thì người ta gọi là các tham biến bắt buộc. Tức là tham biến đó, tham số đó bắt buộc phải được đưa vào hàm khi gọi hàm, khi cái lời gọi hàm. Thì ở trong Python nó thêm cái phần này là nó hơi nâng cao, nhưng mà nó thêm nhé, nó có hai khái niệm. Một khái niệm nó gọi là tham biến, xin lỗi, một khái niệm nó gọi là tham số, và một khái niệm nó gọi là đối số. Cái này là cái gì đây? Tôi nói là định nghĩa để cho các bạn này. Đối số hai, nó có hai cái từ tiếng Anh, một từ tiếng Anh, tiếng Anh cái từ này nó gọi là parameter, từ này nó gọi là argument, được chưa? Đấy, nó gọi là một từ nó gọi là parameter là cái từ là tham số, còn cái từ argument thì nó gọi là đối số. Thì nó là cái gì? Để tôi xin mô tả ngay ở đây nhé, chúng ta hiểu được cái thế nào là tham số. Nên có cái từ ngữ của nó chúng ta chú ý. Thế nào là tham số, thế nào là tôi xóa cái này đi nhé. Này, khi tôi khai báo này, khi tôi khai báo một cái hàm F A B như này. Chưa? Ví dụ nhé. Khi khai báo như này thì cái AB này người ta sẽ gọi đó là các cái tham số. Chúng ta chú ý nhé. Hay gọi là parameter. Tức là khi khai báo thì là khai báo tên hàm mở ngoặc là các parameter, các tham số, thì về nó gọi tham số. Nhiều sách thì biết là tham biến cũng được, tôi dùng từ gì cũng được, nhưng mà tôi hay dùng từ tham số nhé. Là tham biến là cái thói quen thôi. Tham số được, tham biến cũng được, mà gọi chính xác là từ là tham số. Thì như vậy, tham số là các cái biến nhớ được khai báo ngay trong định nghĩa của hàm và tham số. Biết từ khi tôi gọi hàm, biết tôi gọi hàm F 2 1 để mình tôi biết là x sẽ bằng tức án để cho đây lệnh lệnh của tôi nhé, trong chương trình nhé, lệnh để tôi gọi đây. Thì ở đây này, cái hai cái một này là các cái giá trị được truyền vào khi gọi hàm, thì cái các cái giá trị được truyền vào khi gọi hàm thì người ta gọi đó là argument hay là tiếng Việt nó gọi là đối số. Như vậy có hai từ tiếng Việt khác nhau nhé, tham số và đối số, parameter và argument là đối số. Như vậy đối số là các cái giá trị được truyền khi gọi hàm. Vậy khi gọi hàm thì mới có định nghĩa có cái từ là đối số. Còn khi định nghĩa hàm thì có cái từ là tham số. Các bạn chú ý nhé. Đấy, cái này tôi dừng lại đây, tôi không sâu hơn nữa nhé. Còn nếu ai học sâu hơn nữa về Python ấy thì kinh khủng, thì cái chữ tham số và đối số nó rất phức tạp. Tôi cứ nằm trong trình nâng cao. Ở đây tôi không nói, tôi chỉ nói dừng lại ở đây thôi. À, như vậy là chúng ta phân biệt cái khái niệm tham số và đối số cái hàm số. Thì nghe lại này, tham số là gì? Tham số là chính là cái phần mà lúc mà định nghĩa cái khai báo cái hàm số trên
khi được định nghĩa. Có khi khi gọi nó, khi dùng nó, khi gọi nó thì khi được giá trị được truyền vào thì người ta gọi nó là cái argument, nó là đối số nhé. Đấy, thì chúng ta chú ý cái có định nghĩa như vậy. Được chưa? Thế thì tham số thì nó có hai loại tham số, một là tham số bắt buộc như tôi nói ở đây. Còn loại thứ hai là tham số là lựa chọn không bắt buộc. Tức là cái gì? Tham số cái một là tham số mà khi gọi hàm thì có thể không đưa nó vào lời gọi. Đây, tôi định nghĩa thế nào là một cái tham số là không bắt buộc nhé. Đây, df g này, đúng không? X y. Thì viết là cái viết y bằng 1. Đó, chúng ta chú ý nhé, chú ý các cách chúng ta khai báo. Return x y. Cái ví dụ thì đây nhé. Đó. Thì khi tôi khai báo như vậy thì x y là tham số bắt buộc, còn y là tham số không bắt buộc. Vì sao như vậy? Vì là khi y bằng 1 thì là ý là tôi muốn định nghĩa là y đã được gắn trước là 1 rồi. Cho nên khi gọi hàm này, tôi gọi hàm là a này 5 2 24 được không? Được. Thì máy vẫn ra là 16, đúng không? Tôi viết thêm này g này 4 có được không? Đấy, được không? Thì khi tôi gọi g4 ấy thì nó chỉ có một argument thôi, chỉ có một đối số thôi. Vì sao? Vì cái đối số thứ hai mặc định máy coi là 1. Chứ khi tôi viết là g4 thì tương đương với là g41, được chưa? Đó. Như vậy là chúng ta chú ý như vậy là trong khai báo của hàm mình được phép có những tham số lựa chọn thì như sau. Tham số lựa chọn bắt buộc phải viết sau tham số bắt buộc phải được khai báo trước. Còn lựa chọn được khai báo sau, mà khai báo lựa chọn là như sau là tên tham biến, sau đó gạch ngang, dấu bằng, sau đó là giá trị, được chưa? Đó, cho nên là cái tham số nhé, tham số lựa chọn thì được khai báo như nào? Được khai báo là đây, khai báo là biến nhớ bằng giá trị ngay ở trong gì, ngay ở trên cái dòng khai báo của hàm số. Đấy, thì cái biến nhớ được khai báo như này ở trong cái lời khai báo của hàm, thì cái biến nhớ cái tham số đó người ta gọi là tham số lựa chọn, tiếng Anh nó là option, tiếng Anh nó gọi là option parameter nhé. Là tham số nó được gắn cứng ở phía trước, cho nên có thể bỏ qua khi khai báo, khi mà tôi gọi hàm tôi định bỏ qua cái tham số đó. Nhưng mà là tham số lựa chọn, chúng ta chú ý là nó có hai cái đặc trưng. Một là nó được khai báo bởi cái dòng chữ là biến nhớ bằng giá trị, và hai là phải được khai báo sau cái tham biến tham số bắt buộc, không được phép khai báo trước. Ví dụ khai báo này là sai này. X là sửa nhé, là sửa này y bằng 2, sau đó là z thế này là sai này, đó thế này là sai, mình báo lỗi ngay lập tức. Đấy, nếu bảo là đây nó bảo là non default arguments cần phải đi sau cái default arguments nhé. Cái trong cái tham biến này là cái nó gọi là optional argument này, tiếng Anh nó gọi là trong Python gọi là default arguments. Đấy, là cái đối số mặc định, được chưa? Thì như vậy chúng ta thấy là làm như vậy nhé. Như vậy là cái tham số của chúng ta nhớ lại cái lệnh print, đúng không? Lệnh print khi tôi viết là lệnh print là 12, 19, 23, 45 như thế này nhé. Thì khi mà in ra cái số này xong thì nó xuống dòng, mặc định là xuống dòng. Còn khi tôi viết như này, khi tôi viết là print như là 12 xong phẩy n bằng như này, thì là khi in ra 12 nhưng mà sau 12 là có dấu, là có gì, là có dấu cách và không xuống dòng. Đấy. Vậy suy ra cái gì? Suy ra là cái n bằng cái này này nó là cái gì? Đó chính là một cái tham số của
hàm print. Mà thằng số này thằng số mặc định. Cho nên khi tôi gọi là print 19, 23, 45 thì máy hiểu là mặc định là n là cái là cái tự xuống dòng. Đấy, cho thấy là như vậy n nó là cái tự một cái tham số là tham số một cái tham số mặc định của hàm print. Hàm print còn một tham số nữa là như thế này. Để tôi biết tổng quát lại những cái hàm print là như này, hàm print này. Nó có thể là nó có nhiều cái này. Đây này. Nó là giá trị một giá trị 2 đây nhá. Nó có hai cái tham biến mặc định là set bằng và n bằng. Đấy, có thấy không? N bằng là mặc định là chéo n là cái tự xuống dòng. Còn mặc định cái set là cái gì? Set là cái tham số mô tả cái tự chèn giữa các cái giá trị value này. Và khi tôi viết là print 19 23 45 thì mặc định máy chèn vào giữa chúng là dấu cách. Được chưa? Và ở cuối là dấu này là dấu xuống dòng. Bây giờ sửa tôi muốn in ra là 12, 15, 19 nhưng tôi muốn in ra là các số này cách nhau bởi dấu phẩy cơ. Thì làm thế nào? Thì tôi viết là set bằng phẩy. Đấy thì máy sẽ in ra set bằng là cái kia là một tham số mặc định của lệnh print. Bình thường chúng ta bỏ qua, bình thường tôi không ghi vào như này, mặc định là cái set này là bằng dấu cách, cho nên giữa này là giữa các số này ghi ra là dấu cách. Còn khi tôi viết là có giữa này vào thì chúng cách nhau xem là dấu phẩy, thì enter nhé, lại ghi ra là 12,15,19, thấy không nào? Được chưa? Đấy, thì đó là cái việc lấy ví dụ nhé. Bây giờ tôi sẽ nhập từ bàn phím một bài tập như sau, ngắn thôi, là nhập từ bàn phím số n, sau là nhập n số, sau đó in ra n số trên một hàng ngang và cách nhau bởi số phẩy nhé. Tôi làm thử nhé, n này một bài tập ngắn thôi, là input nhập số tự nhiên n. Đó. Sau đó tôi sẽ lần lượt tôi nhập n số, tôi nhập n số, mỗi số là nhập riêng. Sau đó tôi sẽ in ra cái số này trên một hàng ngang, cách nhau bởi số cách. Được chưa? Tôi làm lệnh là for i in range n, về nó chính là n. Nhưng mà y chạy từ 0 cho n trừ 1. Và tôi làm như sau, tôi sẽ viết là đây. Tôi viết là y trừ 1 ngang, hơi khó nhỉ. Chúng ta chưa học cái khái niệm dãy. Làm nào bây giờ nhỉ? Thôi tôi mà để làm sau vậy nhé, vì chúng ta nhập vào chúng ta không biết lưu ở đâu cả, không biết nhớ nào, tôi không thể nào cả đáp n biết nhớ để lưu n ở cái số đó cả. Chúng ta chưa học đến dãy, chưa học đến khái niệm là mảng số, cho nên chưa nhập được. Thôi tôi nhập 3 số đi nhé, cho nó đấy, cho nó nhanh nhé, cho đơn giản nhé. Nhập 3 số, sau đó tôi sẽ in ra 3 số trên một hàng ngang cách nhau bởi dấu phẩy. Được chưa? Tôi xóa cái này nhìn lại nhé. A bằng in. Như tôi chưa học đến, chúng ta chưa học đến cái bài sau nữa. Bài sau thôi. Bài sau hoặc sau nữa thì đó chúng ta sẽ học đến khái niệm là dãy. Chúng ta tha hồ. Nhập số thứ nhất. Nhé. Chúng ta có thể copy được cái này. Chúng ta có thể copy nhanh nhé. Đấy. C bằng, chúng ta sửa đây một tí. Nhập số thứ hai này. Nhập số thứ hai. Nhập số thứ ba, đúng không? Đấy. Sau đó in ra. Print. A, B, C. Cách nhau bởi dấu phẩy, chúng ta phải viết là set
bằng, đúng không? Bằng phẩy như này. Cái nhau 17 số phẩy. Giữa chúng là thành những con dấu cách giữa này này. Đấy, cho đẹp nhé. Đấy, chúng ta ghi lại này. Chúng ta là cái bài. Hôm nay là B4, đây là bài 1 nhé. Chúng ta chạy thử nhé. Xem có lỗi không nào. Đây, số nhất là 12, số thứ hai là 30, số thứ ba là 78. In ra là 12 phẩy dấu cách 30 phẩy dấu cách 78. Thế không nào? Như vậy là cái hàm lệnh print là ngoài giá trị cần in ra, nó có hai cái tham số mặc định là set bằng và end bằng. End là ký tự cuối cùng khi mà in xong để đơn để phía cuối thì mặc định là xuống dòng. Còn ta có thể viết khác đi thì là như vậy, chúng ta cho thấy là cái lệnh print là nó có hai cái tham số mặc nó tham số lựa chọn của hàm. Được chưa? Như vậy là nhắc lại này, như vậy là về tham số của hàm để chúng ta nhắc lại là nó có hai cái có định nghĩa như sau con trỏ tôi đâu nhỉ? Chạy đâu? À đây 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 đây. Đây nhé. Được chưa? Nhưng mà chúng ta chú ý là đối với hàm này. Đối với hàm nhé. Hàm chúng ta chú ý là chúng ta chú ý phân biệt là tham số và đối số. Và đối số nhé. Đối số là cái gì? Là cái lời gọi là tham số khi chúng ta gọi hàm thì gọi đối số. Còn cái tham số là cái chúng ta khai báo. Tham số nó chia làm hai loại. Một loại tham số là bắt buộc. Loại thứ hai nó lại là tham số lựa chọn. Lựa chọn, được chưa? Thì lựa chọn là cái gì? Lựa chọn là cái chúng ta khai báo, ví dụ là cái hàm f x y z bằng 10 như này. Đấy. Thì cái tham số này này là tham số lựa chọn. Có nhiều lựa chọn. Có thể có nhóm chúng ta khai báo là g này x bằng 2 y bằng 4, vậy cả hai cùng là lựa chọn cả. Được chưa? Khi khai báo như này thì tôi có thể gọi hàm nó là g không này thôi. Là máy vẫn hiểu là đưa vào là gì, là x mặc định là 2 và y bằng 4. Và chú ý là lựa chọn này là khai báo đằng sau. Phải đây là cái phần ta phải chia đôi ra, một nửa ở đầu là cái phần tham số bắt buộc, một nửa sau là lựa chọn. Không được phép mô tả lựa chọn trước phần phía trước của tham số bắt buộc. Nghe chúng ta chú ý nhé. Đó, như vậy về hàm số thì tổng quát tôi nói đây thôi. Bây giờ tôi nói thêm trước khi tôi sang phần mới, tôi nói thêm một chút nữa về cái khái niệm là ở trong Python có một cái định nghĩa nữa là về khai báo hàm, nó là khai báo hàm theo công thức. Nó là khai báo hàm nhanh. Khi mà chúng ta một cái hàm nó trả lại chúng một công thức thôi, không phức tạp gì cả, thường một hướng toán học vào đó thì chúng ta khai báo nhanh, chúng ta dùng cái định nghĩa này. Nó gọi là khái niệm mà hàm lambda. Thì ở trong cái trong Python từ lambda nó là một từ khóa như sau. Ví dụ nhé. Đây. Nè. Chúng ta viết tên hàm ở trước đầu tiên, sau đó là dấu bằng. Tên hàm sau đó là dấu bằng, khai báo đã viết tạm. Sau đó chúng ta dùng từ là khác từ lambda, cái từ khóa. Sau lambda là một từ khóa nhé, là cái từ khóa để mô tả cái hàm, là mô tả cái hàm mà làm công thức. Rồi, như vậy là tên hàm này, dấu bằng này, từ khóa lambda. Sau lambda là các cái tham số, các tham biến a, b, phẩy, c nhé. Đó là dấu hai chấm, sau đó là a cộng b cộng c là công thức. Đấy, nhưng mà chúng ta nhắc lại nhé, là đây là tên hàm này. Đây thì đây này, tên hàm enter. Đấy, như vậy tôi biết là chu vi nhé, vì khai báo rồi có chu vi là 1 2 3, sang cái này ngay. Thì cái dòng chữ này, cái dòng chữ này là nó tương đương là như này, tương đương là khai báo như sau. Tương đương khai báo là def của chu, viết khác đi, trùng tên nhé,
là A, B, C, 2 chấm, rồi return A cộng B cộng C, C. Như vậy khai báo đây này, khai báo này là tương đương với là cái khai báo này viết ngắn lại, bạn thấy không? Thật ra hai cái này là tương đương nhau, thì nó thêm một chút thôi, là thỉnh thoảng người ta hay dùng cái này cho thuận tiện khi mà viết. Cái Python có một đặc điểm là cái ông tác giả này là cái ông nghĩ ra cái Python, ông là ông ta là một nhà lập trình chuyên nghiệp chứ ông ta không phải là cái người một nhà lý thuyết, cho nên ông ta luôn luôn nghĩ ra cách làm sao cho nó viết ngắn gọn. Cho nên là Python có rất nhiều chỗ chúng ta có thể viết rất ngắn gọn, viết ngắn hơn tất cả các ngôn ngữ lập trình khác là dài dòng. Đây là một ví dụ thôi, những ví dụ được chưa? Rồi như vậy là xong cái phần tôi nói xong cái phần cái chương 4 là chương hàm số nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nói sang phần tiếp theo là cái chương chương 5 là chương chương đối tượng, hay nói về khái niệm đối tượng dữ liệu ở trong trong Python. Đây là phần theo tôi là phần rất quan trọng, là trong một trong kiến thức lõi của Python cần phải biết. Nhưng mà học sinh phổ thông thì trong chương trình học sinh phổ thông thì không dạy được học cái này. Đó, cho nên học sinh phổ thông là khi học cái này cũng hơi lung túng đấy. Không được không, học sinh là không được học khái niệm là đối tượng hay lập trình hướng hướng đối tượng, không có. Nhưng mà giáo viên cần phải biết. Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì như vậy cái phần này là phần theo tôi là phần rất quan trọng, theo tôi là phần rất quan trọng luôn. Rất quan trọng. Khái niệm là đối tượng dữ liệu. Theo chúng ta đã biết rồi đấy, nhưng mà chúng ta nhắc lại thôi. Bây giờ chúng ta nhớ lại nhé, khi tôi khai báo x bằng 10.6 như này thì lập tức là máy hiểu x là kiểu dữ liệu gì, là kiểu dữ liệu là máy nhận ra ngay là kiểu dữ liệu là float. Các bạn thấy có chữ class không nào? Đấy, class. Để chữ class này là hiểu là gì, là x là một đối tượng dữ liệu, x là một đối tượng dữ liệu, một đối tượng nhé, đối tượng dữ liệu là kiểu của nó là kiểu float. Giá trị của nó là kiểu, nó kiểu bằng kiểu nó là kiểu là float đúng không nào? À, giá trị của nó, giá trị của cái đối tượng dữ liệu x này là 10.6, bạn thấy không nào? Và máy tự hiểu ngay đó là một đối tượng dữ liệu, mà đối tượng ở đây hiểu nó là một cái lớp. Chúng ta dòng làm ngay bây giờ khái niệm lớp là như bia tôi nói trước Thế về ơi, về đối tượng dữ liệu sao. Hỏi gì đấy? khi sang đối tượng, em muốn hỏi thầy về hàm một chút ạ. Ừ, em hỏi đi. Tức là hàm, nếu em muốn sử dụng hàm toán học ạ, thì tức là trong Python có những cái hàm như là SQLT hay là SQL để tính căn bậc hai của một số, có không thầy? Có chứ, có chứ. Thế thì cách sử dụng như nào ạ? Thầy Học chỉ cho sau em. đi, bài sau đi. À, bài sau ạ. Ừ, Vâng vâng ạ. bài sau nhé, Dạ vâng ạ. bài sau. Đây nhất tôi đang hiểu là về cái đối tượng dữ liệu đúng không nào? Thì như vậy là ở nó luôn ở trong Python thì tất cả mọi thứ gì cái gì cũng là đối tượng hết nhé, tất cả mọi thứ đều là tượng, vì Python làm một cái môi trường mà là gọi là gì nhỉ, hướng đối tượng hoàn toàn, hướng tự hoàn toàn hơn cả C và hơn cả 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 Pascal. Tuy nhiên là Python đưa ra một cái môi trường là ngược trở lại môi trường chúng ta thao tác với cái Python, chúng ta có cảm giác như là giống như là C hay là Pascal, nhưng mà bản chất của nó, bên trong của nó là cái, nó là lập trình, nó là hướng đối tượng hoàn toàn. Khi tôi biết x gì là 10 trên 6, 10 trên 6 thì máy hiểu như xong. Máy hiểu chúng ta hiểu nhớ lại nhé, là khi tôi viết là x bằng 10 trong 6 là cái gì? Đấy, vì tôi cho quả chiều chỗ này tí để chúng ta hình dung được, nó rất là hay. Chỗ này kỹ hơn một chút chỗ này cho các bạn xem nhé. Khi tôi ra một cái lệnh làm x bằng 10 trong 6 thì máy tính sẽ hiểu như thế nào? Thì chúng ta hiểu là Python nó sẽ hiểu là như thế nào. Đây. X bằng 10.6. Được chưa? Nhé. Thì bản thân cái 10.6 này, bản thân nó là một đối tượng dữ liệu rồi, nó là một đối tượng, tiếng Anh nó là object nhé. Mà Python là cái môi trường lập trình là object oriented, tức là hướng đối tượng hoàn toàn, hoàn toàn.
nên là nó là một đối tượng. Khi tôi viết x bằng 10 nhân 6 thì máy hiểu như sau, mà là cái namespace của nó này, cái namespace của cái namespace là cái nôm na là cái công cụ để quản lý các cái tên biến nhớ, đúng không nào? Thì cái tên cái namespace này nó có hai khu vực, khu vực bên này là name là tên, khu vực bên này là object. Này, thì 10.6 bản thân nó là một đối tượng, một đối tượng dữ liệu. Còn đây là x gì? Thì máy sẽ gán, đây máy sẽ gán cái tên này, người x gì là, khi nói x gì là hiểu anh nó là 10.6, được chưa? Đấy, các bạn thấy không nào? Bây giờ tôi viết tiếp ở phía dưới là x gì bằng 12 AB, là một sâu ký tự như này. Thì bản thân cái 12 AB nó là một kiểu, nó là một cái đối tượng dữ liệu kiểu sâu, và máy sẽ gán, tiếp tục gán máy bỏ lên này đi mà gán bên này, được chưa? Thì chính là vai trò của cái namespace đây. Đấy, và mọi thứ đều là đối tượng nhé. Khi viết x như này thì x mà thân x nó là một đối tượng, được chưa? Rồi, thì như vậy cái khái niệm đối tượng nhé, là khái niệm là rất là cơ bản của Python, được chưa? Trong Python mọi thứ đều là đối tượng hết, ngay cả bản thân cái từ khóa none này chúng ta đã biết cũng là một đối tượng. Nó là đối tượng thuộc kiểu gì? Thuộc kiểu là none type, đúng không? Đó, nó là kiểu đối tượng là non thai. Thì như vậy là mà đối tượng là gì? À, đối tượng là một phần tử của một cái lớp. Chúng ta biết rồi, chúng ta khái niệm lớp nhé, class này. Class là định nghĩa một cái lớp đối tượng, một lớp đối tượng và các phần tử của nó. Chúng ta thay báo một class là float. Bản thân cái từ float nó là một lớp của đối tượng. Và khi khai báo là x bằng 10.6 thì x là một đối tượng kiểu float, là một đối tượng là nằm trong cái lớp này, trong cái lớp float này nhé. Đó, được chưa? Như vậy là mọi cái đối tượng của nó, mọi cái đối tượng là một phần tử dữ liệu cụ thể của một cái lớp, được chưa? Đó, thì lớp là cái gì? Chúng ta nhớ lại cái khái niệm mà vì chúng ta cái này cũng chúng ta phải biết thôi, rất đơn giản thôi, dễ hiểu không gì. Lớp chẳng qua là một cái định nghĩa, thế nào là một cái lớp nhá. Lớp này hay là tiếng Anh là class này. Nó là một cái định nghĩa đối tượng tổng quát, định nghĩa đối tượng dữ liệu tổng quát nào đó. Được chưa? Tôi làm việc hàng ngày với số 0, số 2, số 3, số 1. Tôi làm việc hàng ngày thì tôi định nghĩa một lớp tổng quát, tôi gọi là lớp số nguyên. Tôi có định nghĩa một lớp, lớp là in, là số nguyên. Thì nó chứa tất cả các số là số nguyên nằm trong lớp này hết. Được chưa? Như vậy là một khi tôi gắn là n bằng 2, thì n là một đối tượng dữ liệu thuộc cái lớp int. Đấy, một cái lớp là lớp in, là kiểu dữ liệu. Như vậy là cái lớp này nó là một cái định nghĩa dữ liệu. Các bạn có thể xem rất nhiều trong các sách, trong sách tôi viết cũng viết rất đơn giản. Đấy, ví dụ như tôi, chúng ta có hàng ngày chúng ta làm việc với các loại như là bàn, ghế, tủ, thì chúng ta tạo một lớp đối tượng là đồ đạc văn phòng, thì tất cả bàn, ghế, tủ nằm trong lớp và đối tượng là văn phòng. Như vậy tôi nghĩ như vậy, thì như vậy là mọi cái bàn, ghế đó là các đối tượng dữ liệu cụ thể của cái lớp đối tượng tổng quát hơn. Như vậy là cái khái niệm là lớp là một khái niệm tổng quát hơn, là một cái đối tượng, là một cái định nghĩa các đối tượng tổng quát hơn nhé. Khi tôi mô tả một cái lớp như này, một cái class như này, chỗ này có nhiều đối tượng khác nhau. Đấy, ví dụ như đây là class là số thực, tất cả số thực nằm đây hết. Class là sâu, thì tất cả mọi số thực nằm ở trong này hết. Thì class của tôi là số nguyên, thì tất cả là số nguyên hết nhé. Đó, bây giờ tôi khai báo một cái class là đa giác chẳng hạn, đa giác thì ở trong đó nó chứa tất cả những khái niệm là hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình ngũ giác, lục giác, n giác, tất cả các hình
tất cả những các loại hình khác nhau như này đều là đối tượng của cái đa dạng này. Như vậy là cái đa dạng này là cái tên của lớp dữ liệu, còn cụ thể một hình vuông cụ thể ABCD ở đây là một đối tượng cụ thể, được chưa? Đó, thế thì khi mô tả một cái lớp thì chúng ta thường mô tả cái gì? Khi tôi mô tả một cái lớp dữ liệu thì chúng ta thường phải mô tả cái gì? Đây tôi mô tả các bạn nhé. Khi mô tả một cái lớp dữ liệu, một cái lớp là một class, chúng ta phải mô tả cái gì? Một là tôi mô tả cái tên của cái lớp đó, tên của lớp dữ liệu. Chúng ta bây giờ để chúng ta tên là của nó là tên là int. Int là kiểu là lớp dữ liệu là số nguyên, hay là float là tên của dữ liệu thực, hay là str là tên của dữ liệu là string, hay là bool là tên của dữ liệu là logic nhé. Thì tổng quát là một lớp bất kỳ chúng ta là tên. Thứ hai là chúng ta phải mô tả cái là các thuộc tính, của các đối tượng dữ liệu của cái lớp này. Đấy. Ví dụ tôi mô tả cái lớp là các cái bàn ghế thì cái bàn tôi phải mô tả nó là cái gì? Tôi phải mô tả nó là gồm có các cái thuộc tính như là chiều rộng, chiều dài, chiều cao hay là màu sắc của một cái bàn, lấy ví dụ như vậy nhé. Thì nó thuộc tính. Cái này thì anh nó là attribute, rất quan trọng. Và cái khái niệm thứ ba nữa rất quan trọng là khái niệm là các cái hàm, gọi các cái method, là những cái hàm được xác định ở trên trên các cái đối tượng, được chưa? Cái tên này là tên của quyển lớp vậy thôi, còn như vậy là mỗi một cái object của đối tượng nhé, của đối tượng, mỗi một cái object nhé, là một cái đối tượng cụ thể, thì nó sẽ có này, một là có cái thuộc tính A B C D E G H I K, và cái thứ hai là các cái hàm mà tiếng Anh gọi là method, là những cái hàm mà định nghĩa ở trên cái đối tượng này. Hàm một, hàm hai, hàm ba, bốn, nó có rất nhiều hàm, rất nhiều thuộc tính. Thế nhưng mà là mỗi một cái đối tượng là chúng ta định nghĩa trong một cái lớp tưởng tượng, và chúng ta định nghĩa các thuộc tính của các cái method, được chưa? Đấy, thì đây là cái này các bạn đã biết rồi. Tôi nhắc lại phần này, phần đây là phần rất là cơ bản của khái niệm và trình không đối tượng. Nhưng mà học sinh phổ thông trong trình của chúng ta đấy, lên tận lớp 12 là không học sâu, không học về khái niệm, không học về cái lớp này, cho học sinh sẽ không biết. Nhưng mà giáo viên cần phải biết, vì học sinh mặc dù là không biết nhưng mà lập trình Python thì không thể không biết về lớp, không thể không biết về 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 đối tượng. Cho nên là học sinh thì trước sau cũng phải học cái này, có thể học học bên ngoài chương trình hoặc trong trình nâng cao hoặc như nào đó thôi, chứ còn là trong trong chương trình của phổ thông, trong trình chính lớp chính khóa thì không học, nhưng học sinh học bên ngoài nhà trường, được chưa? Đó thì chúng ta chú ý nhé. Thế bây giờ tôi sẽ chúng ta cùng nhau định nghĩa một vài cái lớp này. Như vậy là mỗi một lớp, là khi định nghĩa lớp thì chúng ta sẽ phải liệt kê ra một loạt các cái thuộc tính của nó, các thuộc tính và một loạt các cái method. Có thể là không nó không có nó rất ít, có thể là không có method, nhưng mà thuộc tính thì bắt buộc phải có nhé, buộc phải có. Đó thì chúng ta chú ý cái và khi chúng ta có cái lớp rồi, có đối tượng rồi, chúng ta gán x gì bằng một cái một bằng 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 cái đối tượng đó, bằng tên đối tượng thì ta gán một cái đối tượng cụ thể. X gắn bằng cái bàn, cái ghế thì có, thì như vậy là x là cái chúng ta tạo định nghĩa cái bàn một, bàn hai, bàn ba, thì gắn x là cái bàn một, y là cái bàn hai, thì như vậy là x có cái thuộc tính của x, chiều cao, chiều rộng, chiều cái màu sắc của cái bàn, y tôi gắn cái bàn hai thì cũng là chiều cao, chiều rộng, được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ định nghĩa một vài cái mô tả cụ thể một vài lớp nhé, và chúng ta sẽ quay lại các cái lớp có sẵn của Python là hiểu ngay thôi, không có gì cả. Được rồi, như vậy là chúng ta cho đã biết rồi, chúng ta đã biết là cái lớp lớp in biết rồi này, chúng ta biết cái lớp float biết rồi này, chúng ta biết cái lớp lớp bool này là biết rồi này, chúng ta biết cái lớp là str này. Đây là bốn lớp dữ liệu có sẵn rồi,
ở trong Python và học sinh sẽ hàng ngày phải làm việc cái này rồi. Để chúng ta định nghĩa thêm nhé. Giờ bắt đầu này. Định nghĩa lớp, chúng ta định nghĩa lớp như sau. Chúng ta sẽ định nghĩa là từ khóa là class. Đấy. Bây giờ sửa tôi định nghĩa một cái lớp của tôi là cái lớp học sinh nhé, học sinh. Sau lớp là tên của cái lớp đó và hai chấm xuống dọc. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ mô tả các cái thuộc tính ngay, đơn giản nhé. Ví dụ tôi đặt tên này, một biểu mô tả là học sinh, chúng ta định nghĩa chúng ta sẽ có là một là tên, hai là họ đệm, và ba là lớp, như vậy. Tên, những cái tên này, chính là cái đây chính là cái thuộc tính đây, là nó cũng là một cái định danh của Python, cho nên nó cũng phải được viết được đúng quy tắc của một tên của một cái biên nhớ nhé, là chỉ bắt buộc là chỉ hoặc là chữ hoặc là số này, không có cái gì đặc biệt này, trừ ra cái dấu là gạch dưới này và bắt đầu bằng chữ hoặc gạch dưới. Đấy, tên. Vâng. À, ví dụ như vậy nhé. Xuống dòng này. Họ. Họ đệ. Ví dụ như thế. Bùi Việt đúng không? Vào lớp. 12A. Cũng lấy nhé. Đấy. Enter. Và như vậy tôi vừa mới tạo xong một lớp là lớp học sinh. Lớp này là đối tượng của tôi là các cái học sinh cụ thể mà học sinh cụ thể nó có mỗi học sinh chúng ta định nghĩa là có ba cái thuộc tính thôi, là tên, họ đệm và lớp, được chưa? Rồi bây tôi làm khi được khai báo rồi nhé thì tôi sẽ được quyền gán này H1 bằng học sinh đó và tạo ra một cái đối tượng. Thì đây là cách chúng ta tạo ra một cái đối tượng dữ liệu của cái lớp học sinh. Được chưa? Đó. Và bây giờ H1, bây giờ tôi muốn truy cập vào tên, tôi chấm tên. Như vậy là cách truy nhập một cái đối tượng, một thuộc tính đối tượng là tên đối tượng, sau đó là chấm và tên thuộc tính. Tên tức là Hà. Bây giờ tôi có thể sửa lại chấm tên bằng Bình. Được chưa? H1, tên. Đấy. Bây giờ H1 tôi sửa lại lớp này bằng này 12B. Được chưa? H1 tôi sửa lại họ đệm này. Nguyễn Hòa. Đấy. Tôi print kia H1.tên phẩy H1.họ đệm phẩy H1.lớp enter. Tên ra là Bình Nguyễn Hòa đúng không? 12B. Như vậy đây là cách chúng ta truy cập vào cái đây nhé. Cách truy cập vào. Đấy. Chúng ta thấy không nào? Thì như vậy là cái lệnh là đây là cái lệnh là đây là cái lệnh mà khởi tạo cái mà mức độ đơn giản đúng không? Một cái lớp. Được chưa? Bây giờ tôi đi thử cho bạn xem nhé, đi thử cái không gian không của tôi nhé. Bạn thấy không nào? HSC này, HSD tôi vừa gọi là cái đi là lệnh mà xem trong cái môi trường hiện thời là có những cái đối tượng nào, là có những cái lớp nào, có những cái hàm nào. Thì bạn thấy chúng ta vừa tạo ra những cái hàm chuV đây này, FGH1 là một đối tượng nhé, là một đối tượng dữ liệu đây, đây H1 đây. Là một đối tượng thuộc lớp là HSC để tôi mô tả nhé. Bị H1 đây. H1 mà tôi tie mà H1 nhé. Tie H1 cho nó ghi là cho nó thông báo này class miền HSC. Thế nào? Nó là thuộc lớp HSC. Chúng ta hiểu cái bên sau, chúng ta hiểu sau nhé. Cái này nó nằm bên ngoài. Nằm bên ngoài này. Rồi. Đó, thì đây là cái ví dụ đầu tiên của khai báo một cái lớp. Bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp theo cái cách thực tế người ta không dùng cái này mấy. Cách khai báo này là nó không hay. Mà vì khai báo cái này thì bất cứ khi tôi khai báo bất cứ một cái tên nào, H1, H2 thì mô định của nó sẽ tên sẽ là Hà, họ đệm sẽ là Bùi Việt và lớp 12A. Bây giờ tôi sẽ có cách khác
để khai báo một lớp học hay hơn, một khai báo một cái lớp hay hơn như sau nhé. Đây, bí thư mô tả một cái định nghĩa nó đơn giản mà hay dùng nhất này. Class này thì cũng là học sinh nhé, với lại lúc đó này. Rồi học lại hai chấm xuống dòng và tôi bắt đầu khai báo. Thì đây, khai báo thì cái khai báo và dùng để mà hay dùng nhất, dùng để khởi tạo các thuộc tính của một cái đối, của một cái lớp thì như sau. Chúng ta dùng cái này, khai báo này. Cái hàm mà hàm nó gọi là như này, hai gạch này, init này, hai gạch nữa này, đấy. Mở ngoặc này, chúng ta chú ý nhé. Cell, cái phần này hơi phức tạp, thì cell này. Tên này, họ đệm này, lớp này, xuống dòng này, self chấm tên bằng tên, xuống dòng self, mọi người hãy một cái làm chậm cái thôi nhé là sẽ hiểu. Họ đệm này bằng họ đệm này, họ đệm này. Self lớp, bằng lớp, được chưa? Ta hiểu sau nhé, bây giờ tôi lùi lại này. Như vậy đây chính là cái phần khai báo với hàm init. Nhưng lại hàm init là cái hàm ở phía trước có hai dấu nháy, dấu cái gạch dưới, hai dưới, đây là cái hàm hệ thống. Hàm này dùng để khởi tạo các cái đối tượng dữ liệu của cái lớp cụ thể. Cái này chúng ta học lòng, cách làm thì là cái làm lòng thôi. Như sau, cái hàm này như sau là nó có là n cộng một tham số thứ nhất mặc định là phải chữ self mặc định. Tiếp theo là n tham số ứng với n cái thuộc tính của lớp đó. Bên dưới ghi rõ như này, self tên bằng tên, self họ đệm bằng họ đệm, chứ đơn giản như thôi. Đây chính là cái khai báo mặc định ban đầu của các cái thuộc tính của cái lớp đó. Tiếp theo tôi sẽ mô tả thêm một vài cái thuộc tính nữa nhé, một vài cái hàm. Đây thì cái đây là khai báo tiếp theo, là khai báo các cái method. Method thứ nhất là show. Tất cả cái method này đều có tham biến và bắt buộc tham biến, mặc định của nó bây giờ phải có là show. Là đây là print, đây là print. Print nhé. Print này, print này. Họ bằng phẩy self chấm bởi họ xin lỗi, bởi họ mà là tên. Cái hàm show là cái hàm show là cái method show là method dùng để hiển thị cái thông tin của nhân vật đó, đúng không? Tên bằng show cho nó được phẩy họ đệm bằng phẩy self, chữ này quên không đấy, quên không trong dung nháy rồi, self chấm họ đệm phẩy lớp bằng phẩy self lớp. Đó, lại nó có đủ lệnh một lệnh, 10 lệnh print thôi. Nhanh nhớ lại này. Như vậy là tôi vừa khai báo cái lớp là HSC gồm có là nó có 3 thuộc tính được khai báo cho cái hàm init. Thì thứ nhất là tên, thứ hai là họ đệm, thứ ba là lớp. Và đây là cái hàm dùng để khai báo và để khởi tạo đối tượng của lớp, ta sẽ học xong lát nữa. Còn đây cái show này là một cái gì, là một cái method của cái lớp mà học sinh này. Và nó có một cái tham số thôi, là cell là mô tả đối tượng của nó, và nó sẽ in ra tên, đây cell tên này, in ra họ đệm này, xin ra lớp của cái in ra cái thông tin của đối tượng học sinh, được chưa? Để tôi enter. Vừa rồi tôi khai báo xong cái lớp là lớp học sinh mới. Bây giờ tôi làm thử nhé.
Bác sĩ A là tôi khai báo là cái người tên là Hà, tôi biết là HS. Không phải thế này đâu, mà viết như này, mà mở ngoặc nhé. Tên này, họ đệm này nhé, tên là Hà, họ đệm là Bùi Việt. Và tiếp theo là 12A. 2A trên chưa đóng ngoặc. Rồi, Enter. B, khai báo B là học sinh thứ hai tên là Hoa Nguyễn Chị. 12C, ví dụ thế nhé. Đấy, người thứ hai là B. Đấy, bây giờ tôi muốn hiển thị thông tin của A, tôi biết là A chấm sâu. Đấy, bây giờ nhé, A sâu là cái gì đây? Sâu là một thuộc tính của A, là một mê tốt, là mê tốt của thuộc tính của nó là A, là thuộc tính của nó là tên họ đệm cơ. Này, A này, A sâu này, hiện ra này. Đấy là tên là Hà, họ đệm là Bùi Việt, lớp là 12A. Tức là để tôi hiểu thì A này, tên là còn tên của A là gì? Tên của A là Hà. B, tên của B là gì? Tên của B là Hoa. Bây giờ B, lớp của B là bao nhiêu? Lớp của B là 12C. Lớp của A là bao nhiêu? Lớp của A là như thế này. Lớp của A là 12A. Được chưa? Các bạn có hiểu chỗ này không nào? Như vậy chúng ta nhắc lại nhé. Chỗ này là chỗ rất rất quan trọng. Chỗ này này. Đây, đây chính là cái cách chúng ta định nghĩa tổng quát một cái lớp tổng quát đấy. Là như sau này. Nó phải có một cái cách là như sau này. Tức là từ khóa class này. Sau class là tên của lớp này. Hai chấm xuống dòng. Và bên trong đó tối thiểu phải có một cái hàm mô tả là hàm def init, là hàm init như này. Cho init thì phải mô tả các thuộc tính của nó dùng để khai báo ban đầu. Được chưa? Sau đó là có thể có thêm một hoặc là hai hoặc nhiều hơn nữa các cái method, các cái hàm. Đấy, được chưa? Ví dụ nhé, và khi tôi tạo xong lớp rồi thì tôi có thể đó. Bây giờ các bạn có thể dùng lệnh như vậy. HSC là một cái lớp học sinh mà tôi đã khai báo, tôi có thể biết là đi của học sinh ra cho ta xem. Đấy, đi nhé. Đi là xem tất cả thông tin. Thì như vậy là đi HSC là xem tất cả các thuộc tính và method của cái lớp HSC. Enter. Đây này. Thế không nào? Ở đây nhé. HSC. Thế này show này. Nó chỉ có một cái hàm method là show thôi. Đấy. Ở đây không thấy có thuộc tính đúng không? Không có, chỉ còn hiện ra ở đây là các cái đấy thôi, đây là một cái thuộc method của cái lớp đó, của cái học sinh đó, được chưa? Các bạn có dùng được không nhỉ? Đấy, nhưng mà như vậy chúng ta vừa mới cùng các bạn chúng ta đã học cách khởi tạo nhanh một cái lớp dữ liệu tổng quát. Nhưng mà thời gian đối với học sinh phổ thông, giáo viên, chúng ta chưa cần hiểu ngay sâu hơn về lớp như này đâu. Chúng ta cần tìm hiểu sâu vào cái lớp mà chúng ta cần tìm hiểu sâu vào các lớp đã có là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu các lớp đã có nhé. Ví dụ này, bây giờ tôi đây chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Bây giờ tôi viết là S thì bằng Hà Nội. Được chưa? Thì chúng ta biết rồi là S thì là kiểu dữ liệu là STR và nó thuộc lớp là STR. Như vậy S thì là một đối tượng dữ liệu thuộc cái lớp là STR. Và bây giờ chúng ta có thể viết dir S. Đấy, cái hay của thằng này là có thể dùng lệnh dir để mà chúng ta có thể liệt kê ra tất cả những cái thuộc tính, tất cả những cái method của cái lớp dữ liệu là sâu
trong sân sâu ký tự. Tôi enter này. Đấy, thấy một loạt trên này. Loạt đây một loạt xuất từ chúng ta chỉ đi nhé, xuất từ đây này, xuất từ đây chỉ đi là đây là chính là các cái lớp, xin lỗi, là những cái method, những cái hàm mà được viết riêng cho cái kiểu dữ liệu là str. Cái này sẽ được học trong cuối chương trình này. Cuối này tôi sẽ nói có cái mà ở chương 9, là trong sách là chương 9 là cái chương nói về số ký tự, là nói về những cái hàm này. Đây tôi chỉ nói sơ qua một số cái cụ thể thôi nhé. Thì đặc biệt là đây là A nhé, đây là SC này, Hà Nội. Rồi lấy dụng cái hàm là cái hàm đây này, cũng cái hàm là hàm upper này. Đấy. Như vậy là upper là gì? Upper là một cái method, là cái method của số SC, của kiểu dữ liệu là str. Này, upper đây này, đâu rồi? Upper này, upper là một method nhé. Khi tôi gọi như này, định nghĩa một cái khi chúng ta gọi một method là gõ cái tên của đối tượng này chấm, xong đó là gõ cái upper như này, mà ta enter này là ta ra nâng lên là Hà Nội nhé. Và ngược lại đối với lệnh upper, lệnh lower là chuyển hết xuống chữ thường là chữ Hà Nội nhé. Upper là chuyển hết tất cả các ký tự lên trên thành chữ in hoa, còn lower là chuyển xuống dưới. Đấy, như vậy. Hay là cái từ A này, cái từ là title là chuyển tất cả các cái từ đầu của các từ là lên thành chữ hoa. SC chứ không phải A. Này. Ví dụ như tôi viết là A này bằng này Hà Nội thủ đô. Đúng không nào? Không viết hoa gì cả. Enter luôn. Khi tôi viết là A là title như này nhé. Thì tôi viết là thay nó viết chữ hoa là chữ H này. Hà Nội chữ Nội viết hoa này. Chữ T, chữ thủ là T viết hoa. Và D là D viết hoa. Đấy. Như vậy là cái hàm upper là cái hàm hay là một cái method ở trên số ký tự. Nó là cái tự là chuyển đổi từ cái tự thường lên cái tự hoa. Cái này rất hay là nó làm đúng trên cả toàn bộ bảng Unicode, cho nên là với tiếng Việt là vẫn đúng đây này. Tôi viết là chữ D nhé, chữ D nhỏ của tiếng Việt nhé, về là upper này thành lên thành chữ D hoa luôn. Cái chữ D là cái chữ hoàn toàn tiếng Việt, không có ở trong bảng mã ASCII nhé. Hay là chữ A nhé A chấm upper đưa lên thành viết hoa ngay. Như vậy là cái hàm upper này là cái hàm mà áp dụng ở trên trên kiểu dữ liệu sâu, là một cái method. Thì những cái hàm này là học sinh cũng được học, học sinh không chưa cần biết về khái niệm là lớp, nhưng mà chúng ta giáo viên chúng ta phải biết đây là cái gì, đây là cái khi biết như này là hiểu là cái gì. Như vậy là A là một đối tượng dữ liệu kiểu gì, kiểu sâu, là cái lớp là sâu, mà trong sâu thì nó có rất nhiều các cái method, là method là gì, là cái hàm ở trên đối tượng đó, được chưa? Thì như vậy là upper là một cái hàm, như vậy upper là cái hàm là một cái hàm trên một sâu, là chuyển tất cả các cái tiệm của sâu lên thành chữ in hoa. Người đã hiểu chưa? Đấy chữ A. Như vậy khi tôi viết chữ tức là mày vẫn hiểu nhé. Như vậy là đây vậy. Như vậy khi tôi viết là 6 là máy hiểu ngay, đó là một đối tượng dữ liệu kiểu nguyên đấy. Khi tôi viết là 17.0 thì máy hiểu đó là gì, đó chính là kiểu dữ liệu gì, kiểu dữ liệu là thực, số thực đấy. Khi tôi viết là 01 thì máy hiểu ngay đó là kiểu dữ liệu là sâu ký tự, được chưa? Mà do đó tôi có thể viết chữ này xong là chấm upper, mà một thì nó không lên được, một thì nó vẫn thế, được upper, được chưa? Là như vậy chúng ta thấy như vậy là đối với sâu, nhưng mà chúng ta kiểm tra lại đối với số nguyên này, vì tôi biết là n bằng 10 này, mà thì d n xem này, d n là tôi xem là cái đối tượng dữ liệu kiểu nguyên ấy, nó gồm có những thuộc tính nào, nó gồm có những cái method nào.
Đấy, khá nhiều đúng không nào? Chúng ta sẽ học sau nhé, phần sau nhé. Mình tôi nói luôn là cái bit length là cái gì? Bit length là cái hàm để mô tả cái chiều dài của cái sâu cái tự đó được chuyển sang bit là bao nhiêu. Đây, tôi lấy ví dụ như là n, tôi cho là 10.000, được chưa? Thế kiểm tra xong n mà là bit length của nó này. Đấy, n chấm bit length. Như vậy là 10.000 khi tôi chuyển thành sâu nhị phân thì nó là có 14 ký tự. Chúng ta đó là 14 ký tự. Được chưa? Đó. Thì chúng ta thấy là ở trong nó có cái hàm là hàm bin nữa cơ. Hàm bin là cái hàm mà có thể chuyển đổi một số từ cái dạng thập phân sang dạng nhị phân. Đây chính là cái chiều dài này, cái chiều dài của nó là chính là cái này này. Đấy. Là mười ký tự này chính là cái bit length của n, cái hàm bin là cái hàm chung. Và nhớ lại là hôm trước chúng ta học là chúng ta có thể kiểm soát được, có thể biết được những cái hàm mà đây có thể kiểm soát là đây là cái tất cả những cái hàm hệ thống có sẵn của Python, có sẵn cho hệ thống, chúng ta chỉ việc dùng nó thôi. Thì có cái hàm bin này, ta vừa dùng hàm bin nhé. Hàm bin là cái hàm mà là dùng để chuyển đổi một cái số bất kỳ sang dạng nhị phân thì nó bắt đầu bằng 0b là ký hiệu là nhị phân thôi. Đấy, nhị phân thôi, và cái chỗ này là chính là sâu luôn đây. Đấy. Bây giờ tôi muốn khai báo một số là số thực nhé. Tôi có thể viết khai báo như này. Viết là 0b đó là 1101. Đấy, viết như này. Thì mày mới hiểu đây nào chính là n trên là 1877, và đây là cái biểu diễn nhị phân được viết trong Python. Thực ra là 0b chỉ là cái ban đầu thôi, còn sau đó mà chính là cái phần này, chính là đây chính là nhị, đây là biểu diễn nhị phân của số là 1877. Đấy, nào thấy không nào? Đối với học sinh phổ thông chúng ta có rất nhiều bài toán về là mình chuyển đổi cho trích nhập n và in ra nhị phân của n, ngược lại nhập nhị phân của n và in ra n thập phân. Chuyển đổi mà cái số từ tập phân sang nhị phân và ngược lại thì ở trong Python nó có sẵn này. Tất nhiên là cái bài toán mà biến đổi từ tập phân sang nhị phân là một số toán rất là hay, học sinh phải học. Khi học sinh học tin học thì bắt buộc phải biết. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây có rất nhiều hàm. Ở đây là có rất nhiều cái hàm số của riêng đối với số gì? Riêng đối với số nguyên. Bây giờ chúng ta làm một số thực nhé. Bây giờ x gì này? X gì bằng 12 chấm 7 chẳng hạn. Vì tôi biết là x là kiểu dữ liệu là kiểu số liệu thực rồi, đúng không? X là kiểu dữ liệu thực, ta biết rồi. Là thuộc lớp lớp các số thực nhé. Và sau đó chúng ta có thể đi xem là nó có những method nào. Đây là những cái hàm. Đây những cái hàm này. Những cái hàm mà đằng trước nó rơi nó có dấu này là sau dấu này là cái hàm hệ thống nhé, nó có làm sẵn chúng ta không quan tâm, chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta quan tâm những cái hàm này thôi. Những cái hàm ở đây này, cái hàm là conjugate này, hàm from hex này, image vân, là đây là những cái hàm số nhé. Tương tự như vậy đối với hàm bool nhé. Bây giờ tôi biết là b bằng không, như vậy tôi có thể dir cái b lên kiểm tra xem là trong cái lớp lớp dữ liệu kiểu bool thì nó có những cái hàm gì. Đấy, nó có một số hàm, nó có hàm bitlength, thì bitlength nhất là cái hàm bitlength của một kia bool nó bằng 1 rồi. B này bitlength của một cái đối tượng dữ liệu là bool thì nó luôn là 1. Cái này thì chúng ta biết rồi nhé. Đó. Đấy, thì đó là cái nói về cái khái niệm là các cái đối tượng dữ liệu ở trong Python nó rất quan trọng. Thì tôi lại quay lại cái bảng, tôi sẽ viết thêm một chút nữa cho các bạn xem nhé. Tổng kết lại một chút, mặc dù mức độ rất là đơn giản thôi. Đây, như vậy là gì? Đây. Bút của tôi đâu?
Đây đây, đây, đây nhé. Như vậy là chúng ta đã biết rằng gì? Là cái em ở trong Python chúng ta thì mọi thứ đều là object hết, object. Object nhé. Object nó bây giờ nó phải biệt nó nằm trong một cái lớp nào đó, nhưng chúng ta không quan trọng, chúng ta như cái chỉ cùng là các lớp thôi, là cái lớp là các cái mô tả các cái đối tượng dữ liệu, còn đối tượng dữ liệu chính là cái này nhé. Đó thì Python là kiểm soát tất cả đối tượng dữ liệu này. Thì đối tượng dữ liệu nó gồm có cái gì này, là một là nó là thuộc cái kiểu nào, type là nó thuộc kiểu nào, kiểu dữ liệu gì, đúng không? Khi tôi viết là x bằng 10 thì nó thuộc kiểu dữ liệu là số nguyên nhé. Khi tôi viết là h bằng hs như này thì nó là kiểu dữ liệu là học sinh. Tôi vừa nhé, cũng đi đi các lớp khác nhau nữa nhé. Là time, như vậy time là kiểu dữ liệu, là một cái đối tượng, là một cái khái niệm rất quan trọng của khái niệm là đối tượng. Cái loại thứ hai, cái khái niệm thứ hai nó là các cái giá trị, nó là value, là các cái giá trị của đối tượng nhé. Đây, khi tôi viết x bằng 10 và y bằng 10 trên 12 thì 10 là giá trị của x, 12 là giá trị của y nhé. Đấy, là và cái thứ ba nữa, cái này là cái số ba các chúng ta chưa học đến này, nhưng mà cái này sẽ được học trong mùa sau, là cái khái niệm nó gọi là tính bất biến. Cái này tôi sẽ nói sau nhé, tính bất biến của dữ liệu, tính bất biến hay là nó gọi là khả biến, bất biến và khả biến, ngược lại tính bất biến của đối tượng dữ liệu. Tức là cái này nó mô tả sẽ là cái dữ liệu, ví dụ này là nó là bất biến hay là không bất biến. Một đối tượng dữ liệu nó có thể nó thuộc hai loại, một loại là bất biến, hai là khả biến là có thể thay đổi được giá trị nha. Thì cái này là cái buổi sau sẽ học cái này nhé, buổi sau nữa sau sẽ học cái này, nhưng mà nôm na là một cái khi mô tả một đối tượng dữ liệu chúng ta nhớ là có ba cái thông tin quan trọng cùng đối tượng dữ liệu chúng ta cần phải chú ý nhé, là nó thuộc kiểu nào, nó có giá trị là bao nhiêu, và tính bất biến của nó là nó có tính là nó là thuộc loại bất biến hay là khả biến. Cái này thì anh nó gọi là mutable và immutable. Mutable là khả biến và immutable là bất biến, được chưa nhé. Yeah. Thì tất cả các kiểu dữ liệu chúng ta đã học là kiểu dữ liệu nguyên này, kiểu dữ liệu là thập phân này, kiểu dữ liệu là str này, str này, kiểu dữ liệu là bool này, tất cả bốn cái loại này đều thuộc loại dữ liệu là bất biến. Và khi tôi gán x bằng 10 thì không thể thay đổi cái 10 này, luôn là 10. Trừ khi tôi khai báo lại, khi tôi báo x bằng 10 nhé, thì 10 là một đối tượng dữ liệu, thì cái số 10 này không thay đổi được. Đấy, khi tôi viết x bằng 12 thì tôi lại cài cán luôn đối tượng khác rồi, là một đối tượng khác rồi, được chưa? Đó, thì các bạn chú ý cái này tôi nói trước thôi, cái phần này tôi nói trước một chút. Thì đến cái hôm sau mà chúng ta học cái khái niệm là list, khái niệm là dãy số, thì chúng ta sẽ hiểu là list nó là thuộc loại là khả biến, chứ không phải là bất biến. Thì là ba cái này là ba cái rất quan trọng, được chưa? Rất quan trọng của Python. Được rồi, thì bây giờ chúng ta nói thêm một chút nữa này về gọi là cái giá trị của các đối tượng nhé. Giá trị thì đối với giá trị thì bao giờ nó có thể so sánh với nhau, thì ở trong Python nó quy định rồi, giá trị thì chúng ta có thể so sánh giá trị
Thì đối với ví dụ kiểu dữ liệu là số nguyên này, số thực này, thì chúng ta có gì so sánh? Chúng ta có rất nhiều so sánh, hay là số là str rồi, str là so sánh là nhỏ hơn này, lớn hơn này, lớn hơn hoặc bằng này, nhỏ hơn hoặc bằng này, đúng không? So sánh là bằng nhau này, so sánh là khác nhau, là nhưng mà không phải đối tượng nào cũng so sánh như thế này. Đối tượng là học sinh thì sao mà so sánh được, rất là khó. Cho nên là các đối tượng khác thì người ta chỉ còn lại là cái so sánh này thôi, là so sánh là bằng nhau hay không thôi, bằng nhau hay không nhé, bằng nhau hay không thôi. Thì lúc giờ chỉ còn lại cái này thôi, không có khái niệm lớn hơn nhỏ hơn nữa. Như tôi định nghĩa các cái tam giác chẳng hạn, hai tam giác thế nào lớn hay nhỏ hơn không biết. Một tam giác này như thế này, tam giác là như này thì sẽ biết là cái nào lớn hay cái nào nhỏ hơn, không biết được. Chỉ là chỉ có chuyện là bằng nhau hay không, bằng nhau, bằng. Như vậy là so sánh ý, thì là so sánh các giá trị của các đối tượng thì với các thầy biết rồi ý, thì là in float str thì nó có nhiều như này đúng không? Nhiều như này. Còn đối với các đối tượng khác chỉ có là bằng so sánh giá trị, được chưa? Đấy, bằng so sánh giá trị. Thì ngoài cái bằng ra, đây này, tôi vừa quay lại cái này nhé. Thì ở trong Python còn có một cái hàm nữa, cái so sánh là so sánh là is. Bản thân cái từ is nó là một từ khóa, một cái từ khóa của Python, được chưa? Một cái từ khóa của Python thì x gì này bằng 10 này, y bằng 10 này, thì khi thấy x gì thì viết là như này, là so sánh giá trị của x và y, thế là được chưa? Còn khi thì viết là x gì, is y là so sánh đối tượng. X y có phải là một đối tượng không? Đấy, thì tôi quay lại chỗ này nhá. Chỗ này là cái đây, x y đây. Chỗ này cũng là hơi khó một tí, các bạn chú ý nhé. Đây. Khi tôi khai báo là x y bằng 10. X y bằng 10. Tức là ở trong cái bảng namespace này, x gì gắn vào với 10. Đúng không? Khi khai báo y bằng 10, y đây, y cũng gắn vào với 10. Đấy, cho nên mặc dù x y là hai cái tên khác nhau, nhưng mà x gì sẽ là khi tôi biết x gì y là bằng y không thì máy nó báo gì? Để máy nó báo đi, máy nó báo là gì? Nó báo là true. Máy nó báo là true. Đây này, chứng tỏ x y là hai đối tượng bằng nhau, hai đối tượng là giống nhau ở trong cái quản lý của Python. Đấy. Cái này như vậy là không những là x y bằng y mà x y là is y bằng nhau. Đấy. Đúng không? Các bạn sẽ thấy ở trong cái bài sau nhé. Có thể có hai đối tượng là khác nhau, x thì không phải là y, khi viết x x thì gọi y nhưng mà x thì bằng y. Bài sau nhé, theo chúng ta học sẽ có khái niệm là x thì bằng y về giá trị, nhưng mà x thì lại is not y về mặt đối tượng. X thì là hai đối tượng khác nhau nhưng mà có giá trị là bằng nhau. Cái này buổi sau sẽ học nhé. Nhưng mà đây như vậy chúng ta thấy có hai cái từ khóa, cái dấu bằng là so sánh giá trị, còn y là so sánh đối tượng. Cái này là so sánh giá trị nhé, giá trị của đối tượng dữ liệu. Còn cái này là so sánh đối tượng luôn, đối tượng dữ liệu, được chưa nhé? Đối tượng này hiểu là cái gì? Đối tượng này hiểu gì? Tức là hiểu đối tượng này là khi từ x, khi mà x gì mà y này mà bằng là true ấy, thì máy hiểu như sau, hiểu là x y là cùng nằm trong cái vùng bộ nhớ của máy tính đây, trong cái bộ nhớ như này, trong x y là khi cái x y tự chiếu vào đối tượng này, y tự chiếu vào đây, x y là cùng chiếu vào một vùng của bộ nhớ, thì cái đó nó là x y, vậy sẽ là y gì y
ngành y nhé. Mà cái từ như vậy, cái từ khóa y dược là một cái phép toán, là cái phép so sánh đối tượng của Python, được chưa? Nên các bạn chú ý cho nó nhé. Đó. Như vậy là đến đây là chúng ta đã làm quen được với cái khái niệm mà đối tượng. Đối tượng chủ đề, được chưa? Rất rất quan trọng nhé. Thì tôi xem cho nó đi thêm nữa để đến buổi hôm sau chúng ta sẽ học sang cái lớp mà. À, tôi nói thêm một chút nhé. Đây, thêm một chút nữa nhé. Là ở trong Python nên còn có một lớp nữa. Là còn có một kiểu nữa là kiểu dữ liệu là gì? Kiểu dữ liệu là số ít nhé. Đây. À, 1 cộng với 2G nhé. Đây. Là gì? Là cái G này là cái là số ảo. Đây. Khi x bằng 1 cộng 2 cộng 2G thì là hiểu là gì? Tôi type x ra thì nó là thuộc kiểu là đúng là thuộc kiểu là complex, là số phức. Như vậy là Python hỗ trợ khoảng thỏ số phức nhé. Và mình tôi có thể đưa để xem cái số phức gồm có những cái nó gồm có những gì đây. Mình sẽ có một vài cái nhé. Đây, x nhé. X này tôi có viết là gọi hàm ABS. Là biết rồi, hàm S là hàm tính gì? Hàm tính trị tuyệt đối của x gì, đúng không? Hàm x gì? Image no. X image là cái là phần ảo. Đây là cái image là thuộc tính của x và x real là thuộc tính là phần thực của số phức. Đây, x bằng 1 cộng 2g này. Đó. Thì các bạn chú ý nhé. Khi mà chúng ta định nghĩa về số phức ấy, thì chúng ta phải viết như này, không được viết là 2. Không được viết là 2 sao g. Viết thế này thì mới hiểu là g nó là một cái biết nhớ cũng phải. Mà kiểu tôi viết là 2g này là mới hiểu nhé. Còn viết thế này này. À, còn mình viết ví dụ như viết là x thì nhân với g thì chúng ta là x thì chúng ta nhân với 1 g thì các bạn sẽ hiểu. Thấy không nào? Cho thêm một chút về số phức thôi. Như vậy là ngoài kiểu gì là số nguyên này, số thực này, số ký tự này và bool, chúng ta còn có thêm số phức nữa. Mà chúng ta học sinh phổ thông thì không học nhiều số phức, chúng ta có thể bỏ qua chỗ này. Thì đó là những kiểu dừa, đó là cái phần mà tôi muốn nói với các bạn nhé. Bây giờ có ít thời gian nữa tôi nói thêm nó luôn sang phần này để chúng ta buổi sau chúng ta học sang phần mới luôn này. Tôi nói luôn về cái một số bạn nói về cái cách làm sao chúng ta execute một số hàm của toán học. Đấy. Thì như thế nào? Như này nhé. Cái Python nó đã làm như sau này. Vì nó muốn cho cái phần lõi nó nhẹ, cho nên là có rất nhiều kiến thức, rất nhiều thông tin và rất nhiều những cái hàm hay là những cái phần lõi của Python nó không đưa phần lõi của Python, nó đưa ra bên ngoài. Đấy. Và chúng ta muốn dùng, chúng ta là phải đưa nó vào trong bộ nhớ. Cái phần lõi đó người ta gọi đó là các cái module, nó luôn sang module nhé. Còn người ta gọi đó là các cái module. Thì hiện nay là khi mà chúng ta cài cái Python vào thì máy nó cài kèm theo là rất rất nhiều module, là nó là những cái thư viện hàm chúng ta có thể dùng được ở bên ngoài. Cần dùng thì chúng ta đưa nó vào cái đó,
nhé. Thì tôi nói luôn này, thì trong module thì cái module hay dùng nhất là module math, là cái module mà chứa những hàm liên quan đến toán học. Đấy, thì chúng ta nói luôn này, muốn dùng cái như vậy, muốn dùng cái hàm math thì chúng ta phải đưa cái hàm math này vào trong bộ nhớ bằng lệnh sau đây, bằng lệnh là import math, enter. Thì sau từ sau lệnh trên này trở đi thì những cái hàm về toán học có thể được dùng trong trong cái math này, để chúng ta có thể xem đưa cái math lên xem là trong cái hàm math đó, trong cái module math đó. Lệnh import math, lệnh là chuyển nhập cái mở import, tức là chuyển nhập vào các cái hàm của cái module math. Một phần math là một cái module nhé. Đây là những hàm ở đây này. Có hàm sin, hàm cos, đủ hết các hàm nhé. Hàm sqrt nhé, đủ hết nhé. Đấy. Bây giờ tôi lấy cái việc còn x thì bằng này. Muốn dùng hàm math, tôi phải dùng viết chữ math vào đây này. Xong chấm này. Sqrt như này. Vì là 2 chẳng hạn. Đấy. XC đây. XC là bằng cái này. Đấy. Được chưa? Như vậy là chúng ta dùng câu lệnh là import. Lệnh này nằm ngay với đầu của chương trình nhé. Chứ cùng chương trình. Sau đó ta dùng cái hàm này. Đây. Rất nhiều hàm nhé. Hàm mũ này. Hàm mũ e này. Hàm a tăng này. Hàm a tăng 2 này. Hàm sin cos nhé. Đây này. Pi này, pi là hàng số này, pi là số pi nhé. Hàm radian là chuyển đổi từ độ sang radian này. Hàm sin này, sqrt này, hàm tăng này, hàm tan này, hàm trăng này. Đấy. Nhiều lắm, không các bạn dùng đâu thì ta nhớ nó thôi nhé. Cos này. GCD là hàm tính bộ ước chung lớn nhất này. Đấy. LCM là tính bộ chung nhỏ nhất này. Đấy. Hàm ISQRT là hàm kiểm tra xem một số có phải là bình phương đúng hay không này. Đấy, vâng, nhiều lần chúng ta sẽ kiểm tra để biết nhé. Đấy. Thì như vậy ta chúng ta dùng cái lệnh là import math. Thì sau đó thì tất cả những hàm phải viết là math, sau đó là chấm. Xong tên hàm dùng như bình thường. Tên hàm như này. Bây giờ muốn cho nó ngắn gọn hơn thì tôi có thể viết lại là import math as m. Đấy, thì nó sẽ thì ta sẽ sau tôi sẽ viết chú m là đủ. M như này là tính sqrt của 10. Bằng này. Còn nếu chúng ta mà khi cho tạo rồi thì chúng ta có thể lấy ra một vài hàm thôi, đỡ cho nó đỡ tốn bộ nhớ, làm như sau. Khi tôi viết là import mark sm thì nó đưa bộ nhớ toàn bộ tất cả các hàm mark. Như vậy đưa tất cả các hàm này vào nó hơi nặng, nó sẽ tốn bộ nhớ. Bây giờ tôi chỉ dùng cái hàm là gcd thôi, ví dụ như hàm gcd thôi là cái hàm mà tôi dùng GCD là một, là tôi chỉ dùng cái hàm pi thôi, là pi là cái hàm số pi, đúng không? Hàm số pi thì là cái số e. Thì tôi chỉ làm như sau này, tôi sẽ biết là lệnh này sẽ chuyển nhập từ hàm mát vào chỉ một vài hàm thôi, không cần nhiều. Thì làm như sau, không dùng từ tôi sẽ viết sau, tôi là from mát import. Import là sqrt, import hàm thứ hai là hàm gcd hàm tính ước chung nhất, hàm thứ ba là hàm pi và hàm thứ tư là hàm e, là cái số e. Như vậy là nó chỉ lốt vào trong bộ nhớ là bốn cái hàm thôi, là sqrt, gcd, pi và e. Đặc biệt tôi có thể viết pi tức là một cái hàng số đây, e là hàng số, thấy không nào? Và gcd đây. Tôi biết là bây giờ là không cần viết chữ mát, không viết chữ m, dùng luôn là gcd luôn. Gcd 10, 18. Đấy. Hay là tôi có thể viết luôn là sqrt 40. Vậy đây là cách chúng ta làm nhé, from mát. Đấy. Hoặc cách nữa này,
cách nữa là chuyển nhập tất cả vào nhưng mà không phải dùng cái chữ m này, này. Không phải dùng cái mat này, làm như sau. Chúng ta viết là from mat import sang. Thì như vậy nó sẽ đưa tất cả các hàm mat vào trong, dùng được hết. Tất cả hàm là dùng được hết, xin code thoải mái nhé. Xin này, xin của 30 này, xin của 0 này, 0, xin của, và xin của pi này, xin của pi trên 2 này, xin của pi chia 2 bằng 1. Thấy không nào? Cos của 0 bằng 1. Như vậy là ta dùng cái hàm này như from mat này. Thì như vậy cái mat là một cái thư viện là hay dùng nhất đấy. Cho nên thông thường tất cả các chương trình chúng ta đều nên để lệnh này này, là cái lệnh mà nó chuyển tất cả các hàm vào trong cái trình của chúng ta để ta dùng được hết. Hoặc là dùng cái này cũng được. Cái này đối với người là thành thạo rồi thì dùng cái này. Là chúng ta sẽ chuyển đổi những cái hàm nào ta thích dùng thôi. Thì nó đỡ tốn bộ nhớ. Yeah. Đó là cái lệnh này. Liên quan đến lệnh import và module. Ở trong Python nó đã có sẵn tất cả rất nhiều các cái module này, là các cái thư viện hàm. Và nguyên tắc chúng ta có thể tạo ra module, một thân đợt buổi sau đi. Bây giờ tôi cho các bạn xem một chút cái chúng ta cùng vào xem một tí cái thư mục mà nó lưu cái lưu Python đây. Nó có rất nhiều cái lib này. Không phải lib cũng gọi đây. Lib này. Đây. Đây này. Một loạt đây là tất cả cái này, tất cả đây xuống này đều là những cái đấy hết nhé, đều là những cái module đấy, là module đấy. Nhiều lắm, bây giờ không về hết được, nhưng mà ai mà có điều kiện thì có thể mở ra xem được. Thì mới xem được bên trong đó nó là cái gì. Tất cả cái module này đều là các cái hàm, đều là những cái file pi bình thường là mã nguồn mở. Đấy nhé. Còn bên trong này là một số những cái thư viện phức tạp hơn. Được kiểm tra một chút cái hàm. Đây là module fraction này. Tôi không biết rõ đâu. Cái này phải ai phải tìm hiểu cái module date time này. Là một module rất quan trọng này. Module IO này, quan trọng này. Module không thể mắt nằm chỗ nào, mắt nằm chỗ khác, không nằm ở đây nhỉ. Nó có nhiều thư mục, tôi tìm chỗ khác nhé. Hoặc một thư OS này. Thư viện này. Tìm cái văn kiện mà tôi hay dùng là cái thư viện là Time mà tôi hay dùng này, hay là cái thư viện này Random rất hay dùng này, đối với người làm về tin học chuyên nghiệp này, làm thuật toán này, hay dùng cái Random này này, rất hay dùng nhé. Nhưng mà đây là tức là cái thư mục list này là cái nơi mà nó chứa những cái module là gồm là các cái thư viện mà có thể đưa vào trong Python. Python là một cái môi trường mở, cho nên là rất nhiều ở trên mạng có rất nhiều những cái công ty, những con người có thể là chúng ta có thể viết các cái module đó đưa lên mạng, mình có thể tải về và dùng vô tư. Hiện nay Python là một cái ngôn ngữ lập trình mà có số lượng các cái module là các cái hàm, các thư viện hàm là nhiều nhất trên thế giới. Nó có rất nhiều những thư viện là rất nổi tiếng, nó là những mở rộng rất là mạnh của Python nhé. Đây đối với người làm chuyên nghiệp. Còn đối với học sinh ấy, thì là không cần biết nhiều, cần biết một số cái tối thiểu thôi. Học sinh phải cần học từ đầu mà, học thuật toán học từ đầu, cho nên là không cần dạy cho học sinh quá nhiều các cái thư viện. Theo tôi thì là chúng ta cái thư viện này sẽ được biết đây, thư mục cái thư viện mát là một này, thư viện random là hai này,
là cái thư viện là chưa có cái hàm này sinh ngẫu nhiên các cái số này. Thư viện là time này, date time là thư viện liên quan đến đến đồng hồ. Khi mà chúng ta học về thuật toán mà có cái hàm để đếm 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 cái thời gian chạy của một chương trình là dùng thư viện time. Hay là chúng ta có thể dùng thêm một vài thư viện nữa nếu mà nếu cần thiết. Còn thư viện mà tôi đưa ra thì là đủ. Được rồi, à, buổi sau nếu có thời gian tôi sẽ nói về cách chúng ta tạo cái thư viện riêng của mình, cũng rất là dễ. Còn là các bạn cần đọc sách thì tôi biết rõ rồi. Còn nếu không thay đổi gì thì tôi buổi sau tôi bắt đầu chuyển sang cái chương mới là chương nói về học về list. Như vậy là bỏ qua cái chương nó về module. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay các bạn có hiểu gì không? Có ai thắc mắc gì không thì hỏi luôn, trả lời luôn. Ai cần hỏi gì không? Không thầy ạ. Có hiểu không? Hiểu đàng hoàng. Như vậy là thôi các bạn về các bạn tự đọc cái chương chương về về lớp nhất về lớp và về đối tượng ấy, chúng ta tự đọc để chúng ta tự học thêm này. Rồi là cái chương về module chúng ta cũng tự học nhé. Và ngày mai tôi sẽ nói luôn sang cái chương về list. À, cái chương module là cái chương 6 chúng ta bỏ qua. Chương 8 chúng ta học luôn sang kiểu dữ liệu là list nhé. Rất quan trọng. Thì kiểu dữ liệu list là kiểu dữ liệu mảng, là kiểu dữ liệu quan trọng nhất của Python đấy nhé. Và chúng ta nghỉ ở đây nhé. Ba, em chào thầy.